Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện mới của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Chị đẹp tật nguyền. Khôi sẽ làm bộ truyện này trong vòng 2 tập. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Cô tên Đẹp, năm nay cô 25 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ trên vùng đất của ba mẹ, cạnh nhà ba mẹ và ba đứa em, hai trai một gái. Đẹp à, cô chua chát cười một mình, nghĩ sao ba mẹ lại đặt tên cho cô như vậy khi mà vừa mới sinh ra, cô đã giống một quái nhân rồi. Từ lúc biết nhận thức, cô không muốn nói chuyện với ba mẹ và bất kỳ ai chỉ vì cái tên này. Đẹp. Ôi, một cô gái bình thường không có nhan sắc, mang tên này cũng có thể được. Nhưng cô là ai? Cô không chỉ chẳng có nhan sắc, mà lại còn mang dáng vẻ và khuôn mặt của một con quỷ dạ xoa. Vậy mà đẹp ư? Đẹp ngã nào? Có phải ba mẹ cô đã cố tình khiến xã hội chê cười cô hay không? Nhân dáng còi cọc, mặt méo xệch qua một bên, nửa lớn dị thường, nửa nhỏ xíu, nửa có màu xám quét thâm đen của da con gà ác, nửa lại trổ màu đỏ ối của mòng gà trống. Trên đời có người xấu như vậy hay không? Bẩm sinh cô đã vậy rồi, sao ba mẹ lại ép lên mình cô cái tên là Đẹp? Võ Thị Ngọc Đẹp, ba mẹ muốn cô sống cả đời với sự hổ thẹn hay sao? Trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ ba mẹ ôm cô trong lòng, nâng niu hôn hít như ba đứa em của cô, mặc dù mẹ Đẹp thường an ủi. Xấu đẹp tại tâm con à, ba mẹ sanh con ra, ai muốn con mình xấu xí chứ? Nhưng con có nguyên dạng hình hài, đầy đủ tay chân thì cũng may mắn hơn rất nhiều người. Con hãy vui vẻ, tự tin mà sống, đừng buồn phiền tự ti mặc cảm mà xa lánh mọi người nghe con. Lung 2-3 tuổi, có biết gì đâu. Đẹp cũng vô tư chơi đùa chạy nhảy trong nhà, bởi ba mẹ có cho cô ra ngoài bao giờ. Khi về nội về ngoại cũng không dắt Đẹp theo cùng. Hàng xóm láng giềng biết mặt cô bé xấu xí là do họ đến nhà chơi, vô tình thấy cô thoáng qua. Bởi vì mỗi khi nhà có khách là ba mẹ trừng mắt ngó cô. Biết thân, Đẹp lủi vô phòng, ngồi chờ khách về hết mới ra ngoài. Đến khi mẹ sinh ra thằng Mạnh thì Đẹp bắt đầu biết tuổi thân. Thằng bé mặt mày sáng láng, ba mẹ cưng nó như vàng ngọc, bồng ẵm hôn hít khoe khoang, đi đâu cũng ẵm nó theo. Lúc ấy, Đẹp bắt đầu so sánh tình cảm của ba mẹ dành cho mình và Mạnh. Nhưng cô thương em trai mình, thương lắm mà không dám sát lại gần. Mẹ cô nói, con đừng lại gần em, đừng để nó sợ. Khi nào em ngủ thì muốn nhìn bao lâu cứ nhìn. Đẹp rút vào phòng, úp mặt xuống gối khóc nức nở. Đứa bé gái ấy chỉ mới 4 tuổi thôi mà đã hiểu thế nào là phân biệt đối xử rồi. Mẹ sanh tù tì liên tục ra thằng khỏe, con Kha. Đứa nào cũng bình thường và cũng nhận được sự trìu mến của ba mẹ. Chỉ riêng có Đẹp, khi cô 10 tuổi thì Mạnh đã lên 6. Nó không hề sợ chị mình. Ba đứa em đều chơi chung với chị, nhưng khi ba mẹ ra ngoài thì chỉ có mình Đẹp không được đi theo. Đáng buồn hơn, từ lúc Đẹp 5 tuổi cho tới khi lên 10, ông bà Đạo chưa từng đề cập đến chuyện cho cô đi học. Còn Mạnh, Khỏe và Kha thì 4 tuổi đã đi mẫu giáo. Khi Mạnh vào lớp 1, Đẹp buồn biết bao nhiêu. Cô ngồi khóc âm thầm lặng lẽ trong phòng. Khi ấy, Kha mới lên 2, nói đủ thứ. Nó chạy ra mét mẹ. Mẹ ơi, chị hai khóc quá chừng trong phòng kìa. Mẹ dỗ chị đi mẹ. Bà Đạo dỗ chạy vào, thấy Đẹp nằm úp mặt xuống gối, hai vai run run, lòng người mẹ chùng lại. Nhưng bà không ôm lấy con gái, mà nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì vậy con? Đẹp ngước đôi mắt sưng húp vì khóc, nghẹn ngào cất tiếng. Mẹ không thương con chút nào sao mẹ?
Sao con hỏi vậy? Con là con của mẹ mà. Vậy sao? Mẹ không cho con đi học như em. Bà Đảo chảnh lòng, im lặng rất lâu để lựa lời nói sao cho cô bé không bị tổn thương. Nhưng nói gì bây giờ? Nó đã tổn thương rồi. Hỏi bà có thương đẹp không? Có chứ sao không? Đẹp là đứa con bà mang nặng đẻ đau như các em nó. Bà cũng biết, nó thiệt thòi như vậy, lẽ ra mình phải bù đắp nhiều hơn ba đứa kia. Nhưng sau mỗi khi nhìn nó, bà lại cảm giác như mình bị trừng phạt. Bà cũng biết, con cái đứa nào kém may mắn hơn thì ba mẹ nên quan tâm, bao dung cho nó hơn. Nhưng bà không chối cãi rằng, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt dị hộm khó coi của Đẹp, bà cảm thấy bức bối, không muốn giới thiệu nó với bất kỳ ai. Sao bà không cho Đẹp đi học à? Bà sợ nó bị bạn bè thầy cô kỳ thị rẻ rúng, sinh ra tủi thân. Ngụy biện cho việc làm của mình, chứ bà Đảo thừa biết, bà không muốn nó xuất hiện ở chỗ đông người. Bà không muốn trong cuộc đời hoàn hảo của mình có bóng dáng đứa con xấu xí tật nguyền như Đẹp. Nhưng làm mẹ, sao nỡ để con mình sống trong sự buồn khổ tủi nhục được chứ? Nó còn quá nhỏ để chịu đựng điều đó mà. Mẹ không có thiên vị đâu Đẹp à. Con là con gái thì cần chi học hành. Mẹ ngày xưa cũng chỉ biết đọc biết viết thôi. Rồi thì sẽ lấy chồng sinh con. Em con là trai nên đi học phải rồi con à. Sau này gia đình ta còn nương tựa vào tụi nó nữa. Vậy khi Kha lớn lên, em ấy có được đi học không mẹ? Bà Đạo Bí xin quậu. Con so bì với em con hay sao? Đó là chuyện của mấy năm sau. Lẽ ra làm chị hai, con phải biết phụ mẹ nuôi em. Chứ có đâu mà tranh đua từng thứ như vậy. Đẹp nghe cổ họng mình thích lại, muốn khóc mà nước mắt không rớt ra được nữa. 10 tuổi, mới 10 tuổi thôi mà cô đã biết mình đứng bên lề cuộc sống của gia đình rồi. Mẹ không thương mình, ba cũng không thương, mình còn cầu mong điều gì nữa? Thôi thì hãy lẳng lặng mà sống như một chiếc bóng trong căn nhà rộn rã tiếng cười của những người ruột thịt của cô. Nhưng cô thì không phải ruột thịt với họ. Và Đẹp đã làm đúng như vậy. Suốt ngày cô không nói tới ai. Ba mẹ sai gì thì làm nấy, không trả treo hay hỏi han gì thêm. Rồi đến khi Út Kha vào lớp 1 thì Đẹp gần như đã câm rồi. Cả ngày cô lầm lì đi ra đi vô như một bóng ma hiện diện giữa đời thường. Mạnh, khỏe, Kha học bán trú nên sáng đi sớm, chiều mới về. Tối lại, ba mẹ mời gia sư dạy thêm cho hai đứa lớn. Ba mẹ ngồi xem tivi, chỉ có Kha rảnh rang nên nó quấn quýt lấy Đẹp. Bà Đảo cưng Kha lắm, con nhỏ thật xinh xắn đáng yêu. Mặc dù không nói ra, nhưng Đẹp biết mẹ không muốn đứa nào quá thân thiết với mình. Cho nên cô không hề lân la đến gần ai. Ngay cả bữa cơm, từ khi có các em thì Đẹp không lên ngồi chung bàn mà ba mẹ cũng không kêu lên. Trong trái tim và khối óc của cô, sự mặc cảm, hờn ghen, tủi nhục đã chai lì rồi. Cô không có cảm giác hỉ nộ ái ố gì nữa với ba mẹ. Thương cũng được, ghét cũng không sao. Trong mắt ba từ lâu đã không có sự tồn tại của Đẹp. Còn tình cảm mẹ dành cho cô chỉ là hình thức bên ngoài. Giả tạo. Ruột thịt mà đối đầu với nhau bằng sự giả tạo thì khốn nạn nào bằng. Nhưng mai mẻ thay, cô đang sống dưới sự khốn nạn đó. Vậy cô có cần phải giả tạo như họ hay không? Kha ngồi trong lòng Đẹp, nó ngước lên nhìn chị mình, lấy tay nâng cái cằm méo mó của chị, ngây thơ hỏi. Hai buồn gì mà buồn hoài vậy hai? Mẹ không thương hai nên hai buồn hả? Thấy hai khóc hoài hà. Đẹp vuốt tóc Kha, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống đầu nó. Buồn chi nữa mà buồn, buồn cũng đâu thay đổi được gì. Không biết chữ, không ai quan tâm, không được dạy dỗ, nên ngay cả khi đến tuổi dậy thì, Đẹp cũng không biết. 16 tuổi rồi chứ nhỏ nhoi chi, nhưng cô nhỏ thó ốm nhom. Con gái quan trọng 3 điều, nhất dáng, nhì da, thứ 3 khuôn mặt.
đẹp không đáp ứng một tiêu chí nào. Buổi sáng ngủ dậy, máu loang ướt cả quần. Cô sợ quá, nghĩ rằng mình mắc phải bệnh gì nặng lắm, rồi từ lo lắng chuyển sang vui mừng. Phải rồi, lẽ ra khi vừa thấy cô, mẹ nên bóp mũi cho cô chết đi, thì cô đâu có lâm vào cảnh như hiện nay. Bệnh đi, bệnh nặng vào và nhanh chóng chết, cho ba mẹ trút được gánh nặng sĩ diện. Đẹp không nói với ai chuyện này, cô thấy trong cơ thể mình vẫn bình thường như mọi khi. Rồi cô tự kiếm đồ băng bó, không cho máu ra ướt quần nữa. Cô lấy mấy cái áo cũ mẹ bỏ ra làm vẻ lau, giặt sạch, rồi cắt cục cái quần, lót vẻ vô. Mấy ngày như vậy, đẹp hay ra bờ sông ngồi. Nếu ướt quần thì cô lội xuống sông tắm giặt. Chỉ ba ngày là máu không ra nữa. Đẹp nghĩ rằng mình đã hết bệnh rồi. Nhưng mà tháng nào cô cũng chảy máu vài ngày là sao? Cuối cùng thì cô cũng được bà Bảy hàng xóm đã thông. Bà nói con gái lớn lên thì phải như vậy, chứ không bệnh hoạn gì cả. Bà Bảy là người duy nhất cô hay gặp gỡ và trò chuyện, vì bà không ghét bỏ kỳ thị đẹp. Bà thương cô, hiểu cô bị ghẻ lạnh ngay chính trong căn nhà của mình, bên cạnh cha mẹ ruột. Cho nên khi thấy đẹp lầm lũi đi ra bờ sông, thì bà đi theo, an ủi dỗ dành cô. Và cũng chỉ có với bà Bảy, đẹp mới dám khóc cười phơi trải lòng mình. Nhiều lúc, thấy ba mẹ ôm ấp Kha trong lòng, hôn hít nói cười nựng nịu nó, đẹp nghe trái tim mình như đóng băng. Cô chưa từng được ba mẹ ôm trong tay lần nào. Cảm giác được cưng chiều đối với cô vô cùng lạ lẫm. Kha dễ thương lắm, nước da nó đỏ âu mịn màng, miệng chúng chím cười, hai má phúng phính, nhìn là mắt hôn. Nhưng đẹp có được hôn nó bao giờ? Lại gần còn không được. Đến khi Kha 16 tuổi vào cấp 3 thì nó hiểu hết mọi chuyện. Nó thương chị hai mình, chịu thiệt thòi nhất trong bốn chị em, mà ba mẹ lại xem chị như cùi hủi, sợ xấu mặt với mọi người. Kha quấn quýt lấy đẹp. Chỉ khi không có ai, đẹp mới dám lén hôn Kha. Con bé rất thích ngồi vào lòng chị và được chị âu yếm chải tóc cột nơ. Có lần mẹ bắt quả tang Kha câu cổ đẹp líu lo kể chuyện. Bà tàn nhẫn kéo tay Kha về, bỏ đẹp ngồi lại một mình. Bà lớn tiếng la Kha. Mẹ nói con đừng đến gần chị hai con, sao không nghe? Kha mở lớn mắt đầy vẻ bất nhẫn. Nó bậm môi nói với bà. Mẹ ơi, sao mẹ không thương hai? Hai tật nguyền thiệt thòi hơn tụi con nhiều quá. Lẽ ra mẹ nên bù đắp cho chị, chứ sao con thấy mẹ như cố tình xa lánh chị vậy mẹ? Hai là do mẹ sinh mà. Hình hài này có xấu xí cỡ nào thì cũng từ trong bụng mẹ chui ra. Con nghĩ mẹ nên thương chị nhiều hơn tụi con mới phải. Mẹ có thấy chị sống lầm lũi trong nhà mình không? Mẹ có biết chị khóc thầm từng đêm không? Mẹ tạo ra hình hài của chị không được như người ta là lỗi của mẹ. Mẹ phải bù đắp cho chị mới đúng. Cớ sao mẹ xa lánh chị, rồi muốn tụi con cũng xa lánh là sao vậy mẹ? Bà Đạo sững sờ nhìn Kha, lắp bắp. Con lên án mẹ sao? Con không dám, nhưng con bất nhẫn cho hai quá. Hai lam lũ đầu tắt mặt tối với thân hình còn cõi. Hai không có tuổi thơ, cũng không có tuổi xuân. Mẹ chưa bao giờ dắt hai đi chợ, sắm cho hai bộ đồ đẹp, trong khi tụi con thì phủ phê. Con nhỏ hơn hai năm tuổi, mà hai mặc lại đồ cũ của con. Mẹ không nghĩ hai tuổi thân sao mẹ? Con không dám phê phán mẹ, nhưng con thấy ba mẹ không công bằng, phân biệt đối xử. Tụi con là chị em ruột thịt cùng chung cha mẹ mà. Sao trong bữa cơm mẹ không kêu chị lên ngồi ăn chung với cả nhà? Mẹ tập cho anh em con thói quen nhìn chị như một dị vật. Làm mẹ mà sao phân biệt đối xử với con mình như vậy hả mẹ? Bà Đạo mặt mày tái xanh tái xám. Đâu phải bà không nhận ra điều đó. Bà có ghét bỏ gì đẹp đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy mặt nó, bà có cảm giác như mình đang bị trừng phạt. Mà bà đã làm lỗi gì để bị trừng phạt chứ? Sinh ra đứa con tật nguyền xấu xí đã là bất hạnh lớn nhất đời người phụ nữ rồi. Bà cũng nuôi dưỡng nó lớn khôn,
chứ có bỏ bê gì đâu. Chỉ có điều, nó không giống người ta. Bà sợ nó tự ti mặc cảm với chúng bạn, nên không cho nó đi học. Mà học để làm gì? Học cao hiểu rộng, nó sẽ càng tuổi thân hơn. Bởi vì với ngoại hình như vậy, khi đi phỏng vấn xin việc, nó sẽ bị loại từ đầu. Đến lúc đó, sự mặc cảm càng lớn hơn. Liệu nó có thể chịu đựng được không? Công tâm mà nói, nằm đêm, bà cũng cảm thấy mình là người mẹ không công bằng với con. Đẹp là chị hai, nó giỏi giang tháo vát, chuyện nhà cửa cơm nước, giặt giũ áo quần cho ba mẹ và các em rành rảnh từ lúc lên 10. Nó chưa từng được một ưu ái nào từ ba mẹ. Ông Đạo chưa bao giờ nói chuyện với đẹp quá ba câu, cũng không hề nhìn qua nó. Lúc ba đứa em còn nhỏ, đẹp bị ba mẹ cấm không cho đến gần vì lo các em nhìn mặt bị ám ảnh. Biết thân biết phận, nó không sắp lại đứa nào. Nhìn mẹ lưỡng lự, Kha bỗng nổi giận thật sự. Cô gằn giọng. Mẹ đưa cho con tiền, con dắt chị hai đi chợ, sắm cho chị vài bộ đồ mới. Chị con 21 tuổi rồi mẹ, chị phải có quần xì áo ngực như người ta. Hàng tháng hành kinh, mẹ không quan tâm chị con phải làm sao khi không có băng vệ sinh hay không hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ vô tâm với chị con quá. Ở trong chính căn nhà mình mà chị cô độc đến tội nghiệp vậy mẹ. Phải chi mẹ san sẻ chút tình thương nào dành cho tụi con để trao cho chị, thì chị có tủi thân hàng đêm hay không? Bà Đạo nghe đau nhói trong tim. Ngay cả Kha cũng oán trách bà hay sao? Bà biết mình phân biệt đối xử với đẹp chứ, nhưng biết làm sao bây giờ? Bà không thể để nó đường đường có mặt trong những buổi tiếp khách khứa bên ngoài. Đẹp vừa xấu vừa dị tướng, con nít nhìn thấy sẽ khóc ầm lên. Cho nên khi Mạnh khỏe tiếp bạn gái mà đứa kia nhìn thấy đẹp, ác sẽ lo sợ sau này mình sống chung với chị chồng, sợ con mình sinh ra sẽ bị đẹp làm cho thất kinh. Ngay cả chính bà là mẹ mà còn không muốn đẹp tới gần mấy em của nó nữa kia, mà huống chi ai. Nhưng bà cũng không thể gây bất mãn trong lòng các con được. Hôm nay Kha nói ra mấy lời này, chắc do nó đã bức xúc thay cho chị nó lắm rồi. Bà lẳng lặng nhìn cả hai, rồi mới cất giọng nhẹ xìu mà hỏi. Con dắt chị con đi ngời ngời ngoài đường cho người ta chỉ chỗ chỗ hay sao? Mẹ sợ điều gì? Dung mạo này của chị là do mẹ ban cho mẹ. Con không dám phê phán ba mẹ, nhưng con đọc sách dở, con hiểu được một điều. Nếu cha mẹ sinh ra đứa con bị thiệt thòi nhất trong đàn con của mình, thì đứa trẻ ấy sẽ nhận được tất cả tình thương dồn lại. Chị con không có mẹ ơi. Mẹ chưa từng để ý những khi nhà đông người, chị con ở đâu phải không? Chị ở ngoài bờ sông đó. Chị khóc âm thầm, không chia sẻ với ai. Một lần con vô tình thấy, con lại gần ngồi cạnh bên chị. Hỏi thì chị không trả lời mà càng khóc nhiều hơn. Từ hôm đó, con đã hiểu, không ai sinh ra mà muốn mình mang bộ mặt xấu xí như vậy cả. Tất cả là từ ba mẹ mà ra. Nếu có quả báo thì quả báo của ba mẹ, sao mẹ lại trút lên người chị con như vậy chứ? Mà thôi, hôm nay nói với mẹ nhiêu đó đủ rồi. Giờ mẹ đưa tiền cho con để con dắt chị đi chợ. Mẹ đừng lo, con sẽ kêu chị đeo khẩu trang và con cũng đeo nữa để chị không mặc cảm. Mẹ không quan tâm chị thì thôi, nhưng mẹ đừng cấm cản gì chị hết. Chị con đã tội nghiệp lắm rồi. Kha cũng phải thuyết phục cả nửa ngày, đẹp mới đồng ý đi chợ với nó. Đẹp đi thì thương Kha, cô không muốn em gái thất vọng về mình. Những lời Kha đối đáp với mẹ, cô nghe không sót một tiếng, và cô lấy làm lạ, sao mình lại không có cảm giác vui buồn gì hết trong chuyện này. Bắt đầu từ ngày đó, đẹp có một người em, một người bạn cùng cô chia ngọt sẻ bùi. Người đó là Kha. Trước đây, khi xong chuyện nhà cửa bếp núc áo quần cho ba mẹ và các em, thì đẹp ra bờ sông ngồi một mình. Bây giờ, khi Kha rảnh rỗi sẽ tới đó tìm chị. Nó mang theo những món ăn mua ngoài đường ra, hai chị em cùng ăn. Kha nói với đẹp về nguyện vọng sau này của mình, và bao giờ cũng là câu.
em sẽ đi học, sẽ đỗ đạt, sẽ đi làm. Có chồng hay không á, là do duyên nợ của em, nhưng em sẽ nuôi chị cả đời. Nếu chồng em không muốn thì cứ bỏ em đi. Em không cần chồng, chị em mình hữu hỷ với nhau là được rồi. Em có nhỏ bạn, chị nó đang giỏi bằng len đẹp lắm và bán rất chạy. Để em lại học cách đan, rồi về chỉ cho chị. Chị làm kiếm tiền, chứ đến khi anh ba anh tư có vợ rồi á, em nghĩ chị khó ở với hai bà chị dâu. Chừng anh tư khỏe cưới vợ xong, chị xin một cái nền nhà cất ra ở riêng đi chị. Chị yếu đuối, không làm ruộng nương được, thì đang theo kiếm tiền, cũng sống một mình khỏe ra. Nghe Kha ríu rít bên tai, đẹp thấy vui và ấm áp trong lòng lạ kỳ. Ít ra ở Kha, cô cũng đã nhìn thấy thế nào là tình thâm ruột thịt. Đẹp không ý kiến gì để mặc Kha sắp xếp, nhưng cả hai chị em đều giấu cả nhà chuyện này. Hai người họ kéo nhau qua nhà bà Bảy mà làm. Bà Bảy khoảng 60 tuổi, ở một mình từ nhiều năm nay. Không ai biết gì nhiều về bà, trừ chuyện bà có một người con trai đang bị tù tội vì đánh người gây thương tích nặng. Nghe đâu, anh ta dướng vào xì ke ma túy nên lệ thuộc vào băng nhóm xã hội đen. Rồi trong khi đi làm nhiệm vụ đại ca giao cho đã bị sa lưới pháp luật, nhận án tù 15 năm, nay đã 10 năm rồi. Chính vì có con như vậy nên bà Bảy bị xóm làng kỳ thị xa lánh. Điều này Đẹp hoàn toàn không biết, vì cô có tiếp xúc với ai đâu mà nghe. Bà Bảy ở một mình, kế sinh nhai là một tôm bắt cá. Bà bắt cá tài tình, xách giỏ ra ruộng một chút là đủ ăn cả ngày. Dư đem lại tiệm tạp hóa, đổi gạo mắm muối. Rau rác tự trồng, mà chỉ trồng toàn rau tự mọc như rau tiêu, rau dền, bình bát nhãn lồng. Chính quyền thương bà đơn chiếc nên cấp cho cái hộ nghèo, và mỗi khi có đoàn từ thiện nào về thì bà cũng có phần. Bà đặc biệt thương Đẹp, biết cô bị ba mẹ ghẻ lạnh, thường ra bờ sông ngồi khóc, bà cũng hay ngồi kế bên cất lời an ủi. Biết cô không được ngồi ăn cơm chung với ba mẹ và các em, bà rủ cô về nhà ăn chung dù thức ăn chẳng có gì. Những khi nhà có khách tới, Đẹp chủ yếu là bên nhà bà Bảy. Cô cùng bà đi bắt cá, hái rau, làm cơm ăn chung. Thỉnh thoảng, Kha lén mang đồ ăn từ bên nhà tới thì bà Bảy từ chối. Bà nói nghèo cho sạch, rách cho thơm, bà không muốn nhận thứ gì bên nhà bà đảo cá, tránh mọi rắc rối về sau. Những đồ dùng cho việc đan thêu, Đẹp cũng để ở nhà bà Bảy. Ông bà đảo chưa bao giờ mở miệng hỏi cô đã đi đâu khi khách tới nhà. Đẹp hiểu, miễn cô đừng trường mặt ra cho ai thấy là được. Hơn 20 năm quá quen với sự ghẻ lạnh rồi, trong lòng cô không còn cảm xúc gì nữa. Thỉnh thoảng cô nói chuyện với Mạnh và Khỏe, còn Kha thì như cô bạn nhỏ của Đẹp, tuyệt không nhìn, không nói với ba mẹ một câu. Đẹp có cảm giác như cô làm vậy thì ba mẹ cô càng thấy nhẹ nhàng hơn. Thế giới của cô bây giờ chỉ có bà Bảy và Kha, nhiều đó cũng quá đủ rồi. Ông trời lấy đi nhan sắc của Đẹp, nhưng cũng bù lại cho cô có hoa tay. Đẹp đang rất nhanh và tinh xảo, giỏ cô đưa ra bán chạy cấp kỳ. Thu nhập của cô bắt đầu giúp cô có một số vốn. Bà Đạo vẫn không hay biết điều này. Kha mua len về, Đẹp đang giỏ xong, Kha đem ra nhờ chị của bạn bán, ra cái nào hết cái đó. Trong vòng vài tháng, Đẹp đã có đơn đặt hàng. Nhưng cô đâu thảnh thơi mà suốt ngày đang thêu, cơm nước nhà cửa, bếp núc giặt giũ, nhìn chị mình quần quật không ngơi tay. Trong đầu Kha nhen nhóm một quyết định táo bạo. Năm nay, Kha sắp lên lớp 12 rồi. Đậu tốt nghiệp cấp 3 xong, cô phải đi Sài Gòn học đại học hoặc cao đẳng chi đó. Không có cô bên cạnh, chị hai sẽ cô đơn xiết bao. Rồi thì ai sẽ lấy hàng giao giỏ cho chị? Không, Kha phải nghĩ cách gì đó cho tương lai của chị mình.
nhất định kéo chị ra khỏi sự tự ti mặc cảm mà ba mẹ đã áp đặt vào chị. Tính toán đủ đường, cuối cùng Kha nhỏ nhẹ năn nỉ đẹp. Hai à, hai không thể sống như vậy hoài được. Hai đừng thèm dựa vào ai cả. Hai có nghề đan giỏ, hai cứ mạnh dạn đi mua len, đi giao giỏ ngang hai. Em sẽ đưa hai đi vài lần cho quen. Ban đầu, hai cứ lấy khẩu trang mà đeo vô. Lâu dần á, người ta quen mặt, không ai kỳ thị hai đâu. Con người ta quan trọng là tấm lòng, chứ ngoại hình đẹp á, mà lòng dạ xấu xa, thì ai mà trọng vọng hả hai? Nghe lời em đi, em chỉ còn ở nhà một thời gian nữa thôi. Em đi á, hai sẽ cô độc một mình. Hai phải tự thân mà vui lên chứ. Hai đừng sợ người ta chê cười chỉ trỏ mình. Đẹp xấu là do cha mẹ mình ban, chứ ai mà muốn xấu đâu hai. Lỗi của ba mẹ mà ba mẹ dửng dưng, em thấy bức xúc cho hai lắm. Nhưng mà trời thương hai, cho hai có hoa tay nè, hai đang giỏ đẹp nè, ra bao nhiêu, hết bao nhiêu. Để rồi khi hai anh có vợ, em sẽ tranh thủ cho hai được ở riêng, hai có cái nhà của mình. Chừng đó, hai không cần phải lệ thuộc vào ai hết, kể cả ba mẹ. Chứ em thấy chị Tiên bạn gái anh ba có vẻ khinh người lắm. Có em ở nhà chị không dám làm gì, chứ nếu em đi rồi, chị xúc phạm hai mà ba mẹ làm thinh thì chị sẽ được nước. Anh ba không làm gì chị được, hai sẽ tủi thân lắm, em không để ai hiếp đáp hai đâu. Nước mắt đẹp rơi ra theo từng câu nói của Kha. Sao mà cô không hiểu điều đó chứ? Kha đã nói trúng tim đen của cô rồi. Đẹp rất muốn rời khỏi cái nhà này. Cái nhà đã đem lại cho cô biết bao buồn tủi. Nhưng cô đi đâu với hình dáng như vậy? Cô dám đấu tranh với ba mẹ để xin ở riêng hay không? Thậm chí cô rất muốn về ở với bà Bảy. Bà sẵn lòng bao bọc cô, nhưng ba mẹ cô có cho hay không? Mặc dù sau khi làm hết chuyện trong nhà, đẹp muốn qua nhà bà Bảy để đan thêu cả ngày, mẹ cô cũng không hề đi kiếm kêu về ăn cơm. Lắm khi đẹp nghĩ mình giống con ở trong nhà, chứ không phải là một đứa con. Mà con ở trong thời đại bây giờ cũng không thể đối xử quá bất công với nó như mẹ đã đối xử với cô như vậy. Mặc dù khi lớn lên một chút hiểu chuyện, hai đứa em trai cũng trò chuyện với chị hai, nhưng có khi cố thì, chứ không phải lúc nào cũng cho phép chị đến gần mình. Khi Mạnh vào đại học thì có bạn gái nó học chung hồi phổ thông, nên cả nhà đều biết. Khi Tiên đến chơi, bà Đạo kêu đẹp lánh mặt, sợ Tiên nhìn thấy đánh giá này kia. Cho nên từ lúc quen Mạnh cho tới khi cưới nhau, Tiên không hề biết Mạnh có người chị ruột dung nhan khác người. Đến khi Kha tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị vào đại học, thì Mạnh muốn cưới Tiên. Cả nhà bàn bạc, bà Đạo phủ phàng nói với đẹp. Mấy ngày đó, con qua nhà bà Bảy lánh mặt vài hôm, sau khi đám cưới xong hãy về. Đẹp cúi đầu xuống không trả lời. Kha bừng bừng nổi giận, cô quay sang Mạnh. Anh cũng nghĩ vậy sao anh ba? Mạnh điềm nhiên trả lời. Tao không nghĩ vậy, nhưng mẹ nói cũng không sai. Trong ngày trọng đại đó, chị hai đừng xuất hiện là tốt nhất. Vậy anh có xem chị hai là chị ruột của anh không? Mày hỏi mắc mỏ làm gì? Bình thường tao đối với chị ra sao mày không thấy ha? Chỉ là khi đông đảo mọi người, tao không muốn chị bị bẻ mặt vậy thôi. Là tao nghĩ cho chị chứ không phải cho tao. Kha biểu môi, mặt lộ vẻ căm phẫn tột cùng. Nghĩ cho hai à? Nói ra thì ai cũng nói nghĩ cho chị, rồi đẩy chị xa gia đình. Ngày vui của em mình mà mẹ mình kêu qua nhà hàng xóm lánh mặt, vì bà lỡ đẻ ra một quái thai. Vậy sau hồi chị mới sinh ra, mẹ không bóp mũi cho chị chết hoặc chôn sống chị đi, để chị lớn lên làm gì, rồi không coi chị như một con người. Nếu cả nhà không ai thích chị, thì theo con á, ba mẹ nên cho chị miếng đất, cất cho chị cái nhà để chị tự sinh tự diệt. Chị sẽ không bước chân vô cái nhà này làm trước mắt mọi người. Ba mẹ hãy cất cho chị cái chòi cũng được, cất sát mé sông để xa nhà này ra, quanh năm sẽ không ai còn thấy chị nữa. Hai à, hai đòi quyền lợi đi. Hai đã cực với cái nhà này bao nhiêu năm rồi mà không ai ghi công hai cả. Đừng nuối tiếc làm gì. Ở lại đây á, hai chỉ như bóng ma ẩn hiện làm người ta thấy sợ mà thôi. Ông Đạo vốn cưng chiều Kha từ thuở nhỏ. So với hai anh,
Kha ngoan ngoãn và xinh đẹp, ông đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con gái này. Mong muốn nó học hành đỗ đạt, có tấm chồng quyền quý để rạng rỡ mặt mày. Ông bà lỡ sinh ra một quái thai thì Kha là người bù đắp cho thiếu sót đó. Nhưng mấy lúc gần đây, ông thấy Kha cứ đeo dính lấy đẹp khi nó ở nhà. Hôm nay lại lên tiếng đòi công bằng cho chị nó nữa. Trong mắt ông, đẹp như một ung nhọt làm đau nhức toàn thân ông. Muốn nặng bỏ nhưng không biết cách nào. Người làm cha cũng biết như vậy là bất công với con cái. Nhưng ông không muốn ai biết ông có một đứa con quái thai. Khi vợ sinh nó ra, hai bên nội ngoại đến thăm, ai nấy há hốc miệng, mắt trợn trừng, nhìn nó một cái rồi quay đi, không vô giường cử nữa. Từ đó về sau, mặc cho nó lớn lên như thế nào, họ cũng chưa từng một lần hỏi. Ông ghét đẹp, vì sao lại sanh ra nó chứ? Ông bà có làm điều gì đắc tội với bề trên đâu, sao lại trừng phạt hai người thê thảm như vậy? Nhưng sanh ra là phải nuôi, cho nó ăn no mặc ấm. Còn chuyện để nó lộ diện bên ngoài thì dẹp đi. Bây giờ, Kha muốn đẹp ở riêng một mình. Càng tốt, đó là điều ông muốn. Cất cho nó cái nhà lá nền đất, cho nó cái giường, bộ bàn ghế đang ở dưới kho không sử dụng. Cho nó nồi niêu chén đũa, chút đỉnh gạo thóc mắm muối, rồi mặc nó tự sinh tự diệt. Coi như ông cũng đã làm tròn trách nhiệm người cha rồi. Nó ra riêng sẽ không vướng bận sinh hoạt trong nhà. Con dâu về khỏi phải chạm mặt nó. Quá tốt. Người đời có quyền rủa ông cũng thay kệ. Không ai vì dư luận mà sống cả. Ông Đạo liếc đi nhìn Hằng Học qua đẹp. Thứ khốn này lâu nay không hề nói chuyện với ông một câu. Ông cũng không buồn hỏi han chi nó. Coi bản mặt nó kìa. Con người ta xấu thì cũng có nét gì đó dễ coi. Đằng này, nó xấu sao mà xấu đau xấu đớn. Nhìn thôi đã không dám nhìn, có đâu can đảm mà trò chuyện. Sao ông bà lại bạc phước sanh ra cái thứ quái thai như nó chứ? Mà thân thể còn nhom này lại mạnh đùng từ lúc sinh ra tới nay. Chưa một lần bệnh hoạn, nếu như nó bệnh mà chết đi thì nhẹ nhàng cho ông biết bao. Nhìn đẹp, ông cũng không dám nhìn lâu mà quay sang Kha. Nó muốn vậy hay tự con đề nghị? Là tự con đề nghị, chị hai có muốn cũng đâu dám nói ra đâu ba. Nó ở riêng như vậy thì lấy gì mà sống? Chẳng lẽ chỉ cần chỗ ngủ rồi vô đây ăn cơm mà không phải làm gì hay sao? Đẹp nghe tái tê trong lòng. Thì ra cha cô còn cần bàn tay lao động của cô. Bàn tay có thể nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt đồ phơi đồ như một con ở. Cho nên chưa muốn mất đi người làm không công như vậy. Lâu nay đẹp chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống một mình. Mặc dù những khi ở nhà bà Bảy, cô đã từng ao ước, phải chi bà là mẹ của cô. Hai mẹ con heo hút sống với nhau, không cần giàu sang phú quý, miễn đủ ăn đủ mặc là được. Nhưng cô vẫn luôn hy vọng mình cứ bên cạnh ba mẹ các em cho đến khi nào ba mẹ nghĩ lại, thấy tội nghiệp và thương cô thì ba mẹ sẽ cho cô tình cảm ruột thịt mà cô hằng mong ước. Chừng đó, giàu có muộn nhưng sẽ hạnh phúc xiết bao. Đẹp thèm được mẹ ôm vào lòng, sờ vào mặt cô và nói: tội cho con gái của tôi, chắc con đã từng khóc thầm, từng tủi thân vì bị ruồng bỏ phải không con? Chừng đó, thay vì khóc, cô sẽ cười rạng rỡ mà ngã vào lòng mẹ, nói rằng: mẹ ơi, sao cũng được, nhưng bây giờ thì con hạnh phúc lắm. Và ba cô thì nhìn cô bằng đôi mắt đã từng nhìn với ba đứa em. Rồi ông đưa tay vuốt tóc cô, nói khẽ: ôi, con gái tội nghiệp của tôi. Vậy là đủ rồi, là an ủi cho cô gái tật nguyền lắm rồi. Nhưng cho đến hôm nay cô mới hiểu, thật sự không ai cần mình cả. Cô đối với ba mẹ chỉ là gánh nặng cần phải đặt xuống. Tâm nguyện cô luôn đinh ninh trong đầu là: nếu có đích đến thì ta cứ đi, ác sẽ đến. Dù thời gian là bao lâu, kiên trì là đến được. Bây giờ đẹp biết,
điều đó là sai với riêng cô rồi. Cái đích này cô mãi mãi không đến được đâu. Trong khi Đẹp còn quá đau lòng vì thái độ của ba, thì mẹ cô cắt lời ông. Không có riêng tư gì hết, rộn chuyện quá. Tiến Kha sang sảng trả lời, cô phải đòi công bằng cho chị mình trước khi cô đi xa. Chứ ba mẹ không muốn chị có mặt trong nhà mỗi khi có khách, chị đi đâu bây giờ chứ? Thái độ của cha mẹ sẽ khiến cho vợ anh ba coi thường chị hai. Con không chấp nhận kiểu đối xử với chị hai như vậy đâu. Nếu ba mẹ không đồng ý cho chị ra riêng, thì con sẽ không đi học hành gì cả. Con phải ở nhà để bảo vệ chị con, không cho bất kỳ ai xúc phạm chị. Ba mẹ không muốn nắm mà cũng chẳng chịu buông là sao vậy? Cứ cho chị miếng đất như bất kỳ đứa con nào, rồi để chị tự sinh tự diệt. Ba mẹ không cần bận tâm. Chứ cứ như bây giờ thì tội cho chị con lắm, ba mẹ ơi. Ai có lương tâm mà chịu nổi cảnh này chứ? Ông Đạo đập tay lên bàn, quát mắt nhìn Kha. Quá đáng! Mày nói vậy là ám chỉ ba mẹ mày không có lương tâm à? Kha cũng không vừa, sừng sộ lại. Xin lỗi ba mẹ nếu con nói lời quá đáng. Nhưng sự thật là như vậy, ba mẹ vô tâm với chị con một cách kỳ cục. Như vậy là bắt thang cho sau này hai chị dâu leo lên đầu hai mà ngồi. Con nào cũng là con, cũng do ba mẹ sinh ra cả. Chị hai tội nghiệp như vậy, lẽ ra ba mẹ phải thương nhiều hơn, sao lại ghẻ lạnh với chị hả ba? Không ai chịu khó bỏ ra chút ít thời gian mà tìm hiểu chị, mà chia sẻ, mà đồng cảm với chị. Con không nói nhiều nữa, kẻo gây phản cảm. Nhưng con khẳng định một điều, nếu chị hai không có được cái nhà, không tự chủ được cuộc sống của riêng mình, thì con sẽ không vào đại học. Con ở lại để bảo vệ chị con. Ngoài ba mẹ ra, bất kỳ ai kỳ thị chị con thì cũng không được. Con sẽ không nể mặt. Nói xong, Kha nắm tay Đẹp kéo ra bờ sông. Mặc kệ trong nhà bàn tán gì thì bàn tán. Đẹp cảm kích Kha. Cô không mở miệng nói cảm ơn em được. Ngồi xuống nơi chị em thường ngồi, Đẹp gục đầu vào hai lòng bàn tay, rưng rức khóc. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt em gái một cách công khai và trút cạn như vậy. Kha để yên cho chị mình khóc. Cô chỉ ôm lấy bờ vai méo mó của chị mình mà đôi mắt cũng đỏ au. Vậy mà cuộc đấu tranh của Kha đã giành thắng lợi cho Đẹp. Cô đã đánh trúng vào điểm yếu của ba mẹ. Hai người luôn muốn con của họ có bằng đại học để khoe khoang với mọi người. Vậy nên họ đâu thể để Kha vì giận dỗi mà bỏ cuộc. Họ biết Kha hễ nói là làm. Họ cũng biết Kha không có lỗi khi đứng ra đòi công bằng cho chị mình. Thì thôi, giải quyết như nó nói cũng tốt. Cho Đẹp một công rưỡi đất sát mé sông, cất cho nó cái nhà lá, cho nó chút đỉnh vật dụng dư thừa ở nhà. Nó tránh tiếp xúc với mọi người cũng là điều tốt. Còn chuyện nó sống ra sao thì ông bà cũng sẵn sàng chu cấp cho nó thời gian đầu. Thật ra, lúc đó ông bà Đạo chưa biết Đẹp có cái nghề đan giỏ bằng len. Vậy là trước khi Kha vào đại học, Đẹp đã có căn nhà nhỏ gần bờ sông, cách nhà bà Bảy một dây đất. Cô dọn một con đường sạch sẽ để hôn sớm tới lui với bà. Đám cưới mạnh, Đẹp không có mặt. Hai bên nội ngoại cũng không hỏi về cô. Từ lúc dọn ra riêng, Đẹp không lui tới nhà nữa. Ba mẹ cho cô cái giường cũ kỹ, cái bàn tròn và năm cái ghế đẩu đã lâu không sử dụng, mối mọt dần đục khoét. Chén đũa nồi niêu đủ để sinh hoạt một mình. Những ngày này, cô đóng cửa nhà mình mà ở suốt bên nhà bà Bảy. Đẹp không lo ba mẹ phát hiện vì có ai quan tâm tới cô đâu. Kha ức lắm, cô cảm thấy ba mẹ và hai anh của mình vô tâm chi lạ. Họ không hề một lần cảm thấy áy náy với chị hai của cô. Cho nên tiên không biết nhà này còn có một chị hai. Không thể như vậy được. Một bữa, cùng tiên ngồi chơi ngoài thềm ba, cô hỏi mát mỏ. Chị không ngạc nhiên sao em kêu anh Mạnh bằng anh ba sao chị? Anh Mạnh thứ ba, vậy chị hai đâu? Tiên thoáng ngạc nhiên. Chị có hỏi, chị hỏi mẹ đó chứ. Nhưng mẹ nói chị ở xa lắm nên đám cưới không về được. Kha nhếch môi cười nhẹ. Xa lắm hả chị?
chị hỏi anh ba coi xa tới mức nào nghen. Nhưng sao Út lại nói vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khuất tất hay sao? Vậy thì chị cứ hỏi anh hoặc ba mẹ đi, đừng hỏi em. Rồi không biết Tiên có hỏi hay không, mà Kha thấy chẳng có gì thay đổi cả, cô mặc kệ. Trước khi Kha đi Sài Gòn học, cô ân cần nói với Đẹp. Hai à, để em dắt Hai đi gặp chị Nghè, rồi chị sẽ chỉ chỗ cho Hai mua len. Chị Nghè sẽ thu lại giỏ cho Hai, yêu cầu ngày Hai đang nửa cái giỏ, thì Hai đã có tiền sống thoải mái rồi, Hai không lệ thuộc ai cả. Cho nên Hai đừng mặc cảm mình xấu xí làm gì. Có người mặt đẹp, nhưng lòng dạ xấu xa mới đáng bị xa lánh. Hai cứ đường hoàng ra ngoài. Ban đầu thì đeo khẩu trang, khi quen mặt thì bỏ ra. Bẩm sinh, cha mẹ đã tạo ra khuôn mặt này, chứ đâu phải Hai muốn. Nghe lời em, mình lương thiện sống bằng mồ hôi nước mắt của mình thì sợ gì ai chứ? Tiếc là em không mang giùm Hai khuôn mặt này, chứ nếu là em thì nói thiệt với Hai. Ai sợ em sẽ nhét họ. Mình không có lỗi gì cả, cớ sao lại dám kỳ thị mình chứ? Là ba mẹ đã khiến Hai có mặc cảm này. Hai thoát ra đi, đừng ở trong cái kén mà ba mẹ đã bọc kín Hai nữa. Hai làm được như vậy, em mới yên tâm mà đi học. Em hứa với Hai, sau này em sẽ cưu mang tuổi già của Hai. Nếu chồng con em kỳ thị chị, thì em thà bỏ chồng chứ không bỏ Hai. Đáp lại những lời tâm huyết của Kha là những giọt nước mắt chảy ra không ngừng của Đẹp. Tình cảm ruột thịt trong gia đình, ngoài cô ra, tất cả có 5 người, sao cô chỉ nhận được mỗi một mình của đứa em gái này thôi? Và vì chỉ có một mình, nên có thể Kha đã cộng luôn bao nhiêu tình thương của những người kia lại để trao ra cho chị mình. Vậy thì mong muốn của Kha chỉ là Đẹp nên đương đầu với cuộc sống, không cần trốn tránh. Cho dù bên ngoài người ta có kỳ thị xa lánh cô, thì có đau lòng bằng người đã cho cô hình hài này xa lánh hay không? Cô sống lương thiện, sinh nhai bằng đôi tay của mình, không nương tựa hay nhơ bẩn của ai, thì việc gì cô phải mặc cảm tự ti chứ? Vừa có mặt trên đời, đã mang hình hài này, chứ nào phải cô cố tình hủy hoại. Những người đã tạo ra cô, không đoái hoài tới cô thì kệ họ. Hơn 20 năm nay, cô có nhận chút tình thương ban bố nào của họ đâu. Bây giờ, nhà sắp sửa có thêm người, họ lại coi cô như cái gai trong mắt. Cô còn lưu luyến chi cái nhà này? Mà một khi đã rời đi, cô nhất định không quay lại, nhất định sống chết mặc mình. Bắt đầu từ nay, cô sẽ là một cô nhi. May mắn cho cô là vẫn còn một đứa em ruột, vậy thôi. Rồi thì Đẹp đi cùng Kha ra gặp Nghè. Ngoài dự đoán của Đẹp, Nghè thấy mặt Đẹp thì vẫn bình thường không đổi sắc. Chị vui vẻ nói chuyện và chỉ dẫn cô. Chị kêu Kha sắm cho Đẹp cái điện thoại thường thôi. Đẹp không biết chữ thì Kha nên dạy cho Đẹp hai chữ Kha và Nghè, để khi Kha dán già, Đẹp muốn tâm sự cũng có người chia sẻ. Lưu số của Nghè để khi cần lên hay xong được già giỏ thì điện. Nghè sẽ chạy xe tới lấy và giao hàng. Đẹp không mất thời gian. Từ nhà Nghè về, Đẹp tự tin và thấy yêu đời hơn. Kha thấy chị mình chịu nói cười nên cũng yên tâm. Khi ba mẹ cho tiền cô lên Sài Gòn học, Kha đi chợ mua gạo thóc mắm muối đổ đầy cho Đẹp rồi mới đi. Ông bà Đạo trang bị cho con gái cưng chiếc xe Honda và đủ thứ nhu cầu cần thiết của một sinh viên. Lên Sài Gòn, Kha ở chung với Khỏe. Hai anh em vốn dĩ thân thiết với nhau, Khỏe cũng không đồng tình ba mẹ mình đối xử với chị Hai như vậy. Nhưng anh không như Kha, không lên tiếng bên vực Đẹp. Chỉ khi đám cưới Mạnh vắng mặt chị Hai, anh mới tỏ thái độ bất bình. Tuy vậy, Khỏe nghĩ nếu sau này bạn gái anh cũng kỳ thị chị Hai thì anh sẽ ở bên nào? Khỏe không nói ra với Kha, nhưng anh đã tính trong bụng rồi. Anh sẽ giới thiệu Kha quen Thi, người yêu của anh, để Kha từ từ nói với Thi về chị Hai. Thi sẽ không bất ngờ và anh cũng sẽ không khó xử. Từ ngày Kha đi, Đẹp không vào nhà một lần nào.
và ông bà Đạo cùng vợ chồng Mạnh cũng không ai tới lui với cô. Càng tốt, đẹp có hai chỗ để đi là nhà mình và nhà bà Bảy. Nhà mình, cô hạnh phúc khi nghĩ tới, từ nay cô đã có chỗ thuộc về mình, cô có thể tự kiếm sống bằng đôi tay của cô. Rảnh rang và muốn thư giãn, đẹp cùng bà Bảy đi bắt cá, nhiều quá thì bà Bảy mang đi bán trong xóm. Hai người nấu cơm ăn chung với nhau ở nhà bà Bảy, vô hình chung, đẹp và bà xem nhau như mẹ con ruột. Bà Bảy không kỳ thị xa lánh cô, lắm lúc bà chải mái tóc suông dài ống mượt của đẹp. Cả người cô, đẹp chỉ sở hữu được mái tóc này thôi. Bà nâng niu âu yếm thắt bím cho cô, điều mà đẹp chưa từng được nhận ở mẹ của mình. Nằm đêm, đẹp không nghĩ tới ba mẹ nữa, cô nghĩ tới Kha và bà Bảy. Cố gắng sống vui vẻ để Kha yên tâm mà học hành, cố gắng đen thật nhiều để kiếm tiền, sau này bà Bảy già yếu thì cô có cái mà chăm sóc bà. Bà gồng gánh cho cô chuyện cơm nước để cô có nhiều thời gian mà đen hơn. Có chút vốn, đẹp trữ lên đen được nhiều cái mới, điện gọi ngà vào lấy. Chợ búa thì có bà Bảy lo. Trong thời gian này, đẹp thấy vui vẻ, cuộc sống đáng sống. Cô chưa được 30 tuổi mà, đường đời còn dài. Lẽ nào bị bó buộc bằng sự tự ti mặc cảm mãi hoài hay sao? Kệ đi, ngoại hình xấu đẹp không phải do ta, tính cách xấu tốt mới là quan trọng. Một bữa, ngồi nhìn đẹp đen giỏ, hai tay thoăn thoắt điêu luyện, bà Bảy chép miệng nói nhỏ. Sau này già rồi, sống một mình ha con. Kêu con Kha vô viện mồ côi, kiếm đứa trẻ về nuôi đi, hủ hỉ con à. Má còn khỏe, má chỉ biểu cho. Đẹp rùng mình. Nuôi nó lớn lên á, nhìn thấy con, nó sợ như ba mẹ con nữa, thì sao má? Bà Bảy biểu môi. Trên đời á, không có người thứ ba như ba mẹ con đâu. Con mình sanh ra xấu đẹp gì á, thì cũng phải thương. Đứa nào thiệt thòi á, thì thương đứa đó nhiều hơn mới phải. Má chưa từng thấy ai tệ bạc như vậy. Con cứ nghe lời má, nhận đứa nhỏ về nuôi. Lớn lên á, nó nhìn quen mặt sẽ không kỳ thị con đâu. Mình dạy nó ngoan, nó hiếu thảo thì đâu có gì cha mẹ xấu mà không nhìn. Đừng có coi ba cái gì trên mạng nói lu bu. Chứ má thấy đó, chuyện của con nói ra có ai tin không? Có ba mẹ nào mà ghẻ lạnh với con mình như trường hợp của con không? Vậy mà vẫn có đó má. Thôi, Kha nói sau này con sống với nó, nếu nó làm được thì mừng, nếu không con cứ như vậy mà già đi, rồi thì ai cũng chết. Con sinh ra không ai chào đón, thì khi chết cũng không cần ai tiễn đưa. Vậy đi má, má đừng khuyên con làm gì. Bà Bảy chắc lưỡi, không nói nữa. Bên nhà, ông bà Đạo bỏ mặc đẹp tự sinh tự diệt, không ai tới lưu với cô. Ông bà đinh ninh là chỉ vài hôm, cô sẽ trồi đầu về vì không thể sống một mình. Chừng đó thì, đứa con dám đòi hỏi phân chia tài sản sẽ không được ông bà cho phép quay về nữa. Bà Đạo nghĩ rằng, đẹp đã tác động Kha đòi chia đất chia nhà cho mình, nên trước đây vốn đã không ưa, giờ lại ghét cô hơn. Nhưng 4 tháng trôi qua, họ không thấy mặt đẹp, lại nghe cô bỏ giỏ len ngoài chợ rất nhiều. Nghe hàng xóm học lại là cô ở cùng bà Bảy, tình thân như mẹ con, và đẹp kêu bà bằng má thì bà Đạo nổi điên lên. Thì ra, nó cũng là người có tình cảm chứ không lạnh lùng như bà đã nhìn thấy. Để rồi một hôm, quá sức hiếu kỳ, bà lẳng lặng vào nhà đẹp, thấy cô không có ở đó, bà qua nhà bà Bảy. Cái nơi mà bà chưa một lần bước chân đến, thì nghe tiếng cười nói của hai người vang lên. Ủa má, má không để con cá trê lại nướng làm nước mắm gừng hả? Tao tính để lợi đó chứ. Tại thằng Miễn nó năn nỉ quá nên tao bán cho nó. Nay nhà nó có khách, nó mua về nấu canh chua. Thôi không sao, mình bắt được hoài, nay ăn không được thì vài bữa nữa ăn. Dạ, con đối này cũng ngon, một bụng trứng luôn đó má. Nướng than dầm nước mắm, má con mình ăn hết nồi cơm luôn. Mà hôm nay má nấu cơm ít quá hà. Trời, đói còn mắc,
bụng bay bao lớn mà nồi cơm dãy chê ít. Bụng nhỏ nhưng bao tử bự má ơi. Vậy bay ăn trước đi, còn dư tao ăn. Hết á thì tao nấu cái khác. Tiếng đẹp cười reo vui vang lên, dội vào tim bà Đạo đến nhức nhối. Sự ghen tức trào lên cổ bà Đạo. Chưa bao giờ bà nghe đẹp nói chuyện với giọng reo vui như vậy. Không nhìn thấy bên trong, nhưng bà biết hai người họ đang dọn cơm ăn. Bà Bảy tự nhiên có đứa con gái sớm hôm bầu bạn. Chắc gì bà ta mang ơn bà mà không chừng lại lên án bà bỏ bê đẹp nữa. Không được, bà sẽ không cho bà ta có may mắn đó. Tuổi già cô đơn thì phải chấp nhận cô đơn, đừng ăn mại tình cảm của người khác. Nhưng bây giờ, hai người họ đang vui vẻ hạnh phúc. Nếu bà vô bắt quả tang làm rồng lên thì sẽ phản tác dụng. Chi bằng về bình tâm nghĩ lại, bà phải tách họ ra. Đẹp là con của bà, tuy nó xấu xí, nhưng nếu muốn báo hiếu thì phải báo hiếu cho ba mẹ nó, chứ đâu phải lo cho người dân nước lã. Bà xăm xăm đi về, tức giận vì những tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Đẹp bước vào nhà. Quái lạ, cô ở nhà bà Bảy từ chiều, ai đã đốt đèn leo lét trong nhà vậy chứ? Thời buổi hiện đại như vậy mà ba mẹ không cho cô kéo được một đường dây điện để thắp sáng, mà cô phải dùng đèn dầu. Không sao cả, cái chòi này chỉ dùng để ngủ thôi mà. Cũng có khi cô ngủ nhà bà Bảy nên nhà cất lên để cô cớ cho cô rời khỏi nơi mà cô sợ hãi kia thôi. Nhưng ai đã đốt đèn lên vậy? Bà Đạo ngồi sừng sững trên cái ghế đẩu giữa nhà, mặt hồng hồng hỏi Đẹp. Đi đâu về đó? Đẹp cũng trả lời không có danh xưng. Bên má Bảy về. Bả đẻ ra mày hay sao mà kêu bả bằng má? Còn hơn cả đẻ. Bà Đạo tức giận vỗ tay lên bàn, gầm gừ. Mày nói chuyện với tao không có danh xưng vậy hả? Danh xưng là gì? Dốt nát không hiểu những tiếng xa lạ vậy đâu. Bây giờ mày ngon rồi, tao đốt cái nhà này coi mày ở đâu cho biết. Thì cứ đốt đi, đốt nhà qua nhà má Bảy ở. Nhưng đất thì đã sang tên rồi, không lấy lại được đâu. Trả treo với mẹ mày vậy đó hả? Tôi không có mẹ, tôi mồ côi dưới đất nẻ chui lên. Bà Đạo sớm tới. Đây là lần đầu tiên bà tát vào mặt Đẹp, giận dữ hét lên. Khốn kiếp! Đẹp ngửa mặt ra, khiêu khích. Mặt tôi bị méo một bên, bà tát cho nó bằng lại đi, tôi mang ơn bà. Bà tức tối quay quả quay ra, thổi tắt đèn cho cô ngồi trong bóng tối, rồi buông một câu. Ngày mai, tao vô đốt cái nhà này, cho mẹ coi cái gan tao lớn hay của mày lớn. Nhìn mẹ bỏ đi, Đẹp tưởng mình sẽ òa lên khóc. Nhưng lạ quá, đôi mắt cô ráo hoảnh, tâm tình không chút dao động. Thì ra, Đẹp đã lãnh cảm với gia đình mình từ lâu rồi thì phải. Đúng vậy, sáng hôm sau, không bàn với ai, bà Đạo vào châm lửa đốt cháy căn chòi nhỏ của Đẹp. Linh tính báo trước, nên những gì cần lấy ra, Đẹp đã lấy. Còn lại những món bà cho, cô đã để ngọn lửa thiêu rụi. Vì nhà sát mé sông không gần ai, nên chỉ một mình bà Bảy biết chuyện. Vậy là từ hôm đó, Đẹp chính thức sống chung với bà. Con đường trở về nhà đã bích vĩnh viễn rồi. Đẹp thấy mình vô cùng mạnh mẽ, cô không còn biết sợ gì nữa. Kệ, từ nay cô chỉ có bà Bảy và Kha. Đẹp không nói cho Kha nghe vì sợ em gái khó xử. Nó sẽ bỏ học mà quay về ngay. Như vậy cũng là tốt cho cô rồi. Mẹ không thương thì cô còn gì mà núng níu gia đình đó nữa. Từ lúc ra riêng, Mạnh, Khỏe cũng chưa tới thăm chị mình lần nào. Tụi nó vạch rõ ranh giới với cô rồi, cô còn bận tâm chi nữa. Giờ đây cô có cuộc sống của riêng mình, chỉ cần có má Bảy bên cạnh và Kha thỉnh thoảng về thăm cô. Không phải Đẹp chưa từng nghĩ sẽ sinh đứa con nuôi, cô dư sức nuôi thêm một đứa bé. Nhưng nếu nó lớn lên biết nhận dạng mà nhìn thấy cô rồi khóc thét
thì cô phải làm sao? Cô đã nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mà người sanh ra cô còn không muốn thừa nhận mình, thì với đứa bé không chút ruột rà máu mủ đó, nó có thể chấp nhận để gọi cô bằng một tiếng mẹ thiêng liêng hay không? Tuy rằng má Bảy không sợ, không xa lánh cô, nhưng trên đời có được mấy người như má Bảy, như Kha và chị Nga. Ba mẹ và hai em trai đã khiến cô không muốn quan hệ với bất kỳ ai, không muốn kết thân với người nào nữa cả. Xin hãy để cô sống bình yên cho hết kiếp này. Nỗi lo lớn nhất của Đẹp bây giờ là ngày nào đó má Bảy sẽ đi xa, không còn ở bên cạnh cô nữa. Thì hỡi ơi, lúc đó cô mới thật sự là cô đơn. Kha thì rồi nó sẽ có gia đình riêng của nó. Cô không nỡ nào xen vào cuộc sống của em gái mình. Nếu như chồng con nó cũng kỳ thị cô và vì bảo vệ cô, nó sẽ không hạnh phúc. Còn nếu nó xem trọng gia đình nó, thì cô lại mất luôn đứa em này hay sao? Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Con người ta không thể mãi hoài bình yên hay bị cơ cực đọa đày cả đời. Kha về, hí hửng mang tới cho chị mình bộ đồ đẹp do chính nhỏ bạn thân của cô may. Chào hỏi ba mẹ xong thì thốt ra giường ngay. Bà Đạo muốn cản lắm nhưng không mở miệng được. Trong nhà chưa ai hay, chính tay bà đã đốt cái chổi của Đẹp rồi. Từ ngày đó, bà cũng không quan tâm Đẹp sống ra sao. Nhưng bà biết chắc một điều, Đẹp đã về ở với bà Bảy. Kha ngẩn người nhìn đống tro tàn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chuyện lớn như vậy mà chị hai không điện báo cho cô biết? Kha tức tốc đến nhà bà Bảy, thấy bà lôi cô dưới bếp nấu cơm, còn Đẹp ngồi trên võng đan giỏ, nước mắt tràn hai bên má. Kha ấm ức kêu lên: "Hai!" Đẹp sững người, ngước lên nhìn em gái, thấy biểu cảm của Kha, Đẹp hiểu nó chẳng hay biết gì. Cô dẹp chỉ len qua một bên rồi đứng dậy đến cạnh Kha, dỗ dỗ nhẹ vào tay em. Kha ôm lấy chị mình, nói trong nước mắt: "Ai đã đốt nhà của chị? Hay tự chị đốt vậy?" Bà Bảy từ phía sau bước ra, chắc lưỡi: "Mẹ bay đốt đó chứ ai. Tao không thấy ai trên đời như con mẹ bay hết. Tống cổ chị bay ra ngoài rồi mà cũng không cho nó yên. Thấy nó tới lui với tao nên ghét mà đốt nhà. Rồi từ bữa đó tới nay cũng không hề coi con nhỏ sống ra sao. Làm mẹ gì mà như vậy, trời đất nào ngó chứ. Tao nói mà không sợ bay buồn, chứ mẹ bay thất nhân sát đức như vậy, sau này ngóc đầu lên không nổi đâu." Kha mím môi đứng bật dậy: Chị để em tính cho." Đẹp níu cô lại: "Thôi kệ, bỏ đi em. Dù sao cũng là mẹ mình, làm rùm lên bên Suya nghe được tội nghiệp cho thằng Mạnh. Bây giờ chị không có nhà thì chị về ở với má Bảy. Ở với má Bảy cũng vui vẻ mãn nguyện cái đời của chị rồi. Làm rùm lên mắc công thêm nhiều người ghét chị. Em thương chị thì cô về ra chơi với chị, đừng dính líu vô chuyện này làm gì khó xử cho em." Kha ôm lấy chị khóc hu hu như trẻ con. Khóc một chập và cũng không nói gì, Kha để lại cái áo cho Đẹp rồi đứng dậy nói dội dàng: "Em sẽ không làm gì quá đáng đâu, nhưng em cũng không im miệng được. Mẹ đã tạo nên cảnh này thì mẹ phải nhận lấy hậu quả. Em phải nói với mẹ một lần, chứ không thôi mẹ lại cho rằng mình đã không sai." Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.